Xin chào cả nhà. Thì đây là một dịch vụ mà Tăng Income Facial hiện nay đang có xu hướng được nhiều khách ưa chuộng và nhiều tiệm nail đang tìm kiếm. Thì Linh làm một cái video ngắn chia sẻ với các anh chị làm sao set up một cái card đơn giản cho facial. Đây. Ok, thì như mọi người thấy đó, làm facial một cái lợi nhất mà khi anh chị sử dụng cái bộ sản phẩm này đó, mình có sẵn cái menu, mọi người thấy không? Có sẵn menu cho khách. Sau đó đó là bên này là cái menu để cho khách lựa chọn ba loại facial đơn giản nè. Và khi mà khách của mình người ta hỏi hoặc là thợ mà không biết tiếng Anh nhiều đó, thì mình đưa cái mặt sau, nó sẽ giải thích là facial này sẽ bao gồm loại gì. Nè, có facial treatment, có refreshing mask, có facelift các anh chị. Đó, anh chị có dụng cụ hỗ trợ thấy không? Rất là tuyệt luôn. Đó, thì trước tiên là mình cần có một cái menu. Sau đó là mình set up một cái xe. Thì set up cái xe Liên sẽ quay cho mọi người coi. Là set up cái xe facial này. Mình sẽ bao gồm giấy bao tì, giấy làm facial, khăn để mà lau tay, chai nước này đủ để làm facial này, mình khỏi chạy tới chạy lui thay nước mà đổ chai nước ra, tí nữa Liên nói. Đó, anh chị nè, cần phải có cái yếm để làm facial. Thì đây là cái setup facial card rất là đơn giản để mình có thể làm cho tiệm nail. Và bây giờ mặt trên thì anh chị cần cái gì? Anh chị có cần có một cái thau nước, và nếu ai thích dùng bông vàng thì đây là cái bông vàng để các anh chị sử dụng nè. Khi mà mình bỏ vào trong nước thì nó sẽ nở ra là miếng cái bông massage này nè. Đó. Anh chị cần có một cái chai moisture mist. Anh chị cần có, đây là Liên chia ra 3 section. Liên nhận thấy đi, vừa rồi Liên đi cỡ 4 tiệm nail đó, thì Liên nhận thấy là mặc dù sản phẩm rất là đơn giản nhưng mà nó mới quá với thợ và với tiệm, thì người ta lại không nhận ra sản phẩm nào đi với sản phẩm nào. Nên khi mà mình chia section như vậy họ rất là dễ nhận ra. Thứ nhất á, là bên này là sữa rửa mặt nè. Đó, sữa rửa mặt cho máy Lumi nè. Sữa rửa mặt dành cho da khô và để ban đầu làm facial, thì đây là cái ngăn sữa rửa mặt. Cái ngăn tiếp theo đó là cái chai moisture mist và các loại mặt nạ, thì Liên chỉ để hai loại mặt nạ này thôi. Khô, dầu, mẫn cảm, hỗn hợp hoặc là combo. Đó, còn cái mặt nạ facelift thì mình nói sau ha, mình nói sau mặt nạ facelift, nhưng mà mình chỉ nói đây là cái hai loại mặt nạ mà chủ yếu là làm nhiều trong tiệm nail mình để riêng. Vì mình để riêng như vậy đó, người thợ đó họ dễ nhận ra lắm. Đó, và cái ngăn này là cái ngăn để dưỡng ẩm. Đây nè, bao gồm viên nước thần nè, mình viên nước thần chút nữa upsell nè. Mình cần cái moisturizer nè. Mình cần chai moisturizer nè. Đó, sau đó mình cần cái kem chống nắng để kết thúc cái facial. Mình để từng ngăn như vậy á, Liên về Liên nghiên cứu, Liên nó không hiểu làm sao để cho set up một cái tiệm nail nó đơn giản cho mọi người làm facial, thì Liên chia ra làm 3 ngăn, mọi người thấy không? Một trong những điều mà Liên rất thích khi Liên đi, thì Liên học hỏi được một điều mà bấy lâu nay Liên cũng chia sẻ đó. Khi mà làm facial trong tiệm nail đó, sẽ có rất là nhiều thợ và người ta sử dụng sản phẩm thì ok, sử dụng chung, nhưng mà cái riêng á, cần riêng. Đó là cần có một cái đầu rửa của máy Lumi riêng, cần có một cái cọ riêng và một cái headband riêng, để mỗi người khách mình làm dịch vụ, mình nên đem cái này ra, mình xé ra và mình làm cho một người khách như vậy, nó rất là vệ sinh và khách của mình sẽ rất là thích. Ok không? Rồi anh chị, nếu mà được thì anh chị nên có thêm một cái chai extra water nè, để spray khi mà cần rửa mặt nạ ra, hoặc là khi cần làm cho da mặt của khách ẩm ướt thì mình nên có cái chai spray này. Rồi mọi người thấy Liên set up cái xe facial đơn giản không? Những cái sản phẩm khác các anh chị có thể để qua một bên. Tại vì đây là cái dịch vụ facial làm trong ghế đó, nhiều nhất và đơn giản nhất, thì mình nên set up như vậy thôi, để cho bất cứ ai cũng làm được. Còn nếu mà người khác đó mà họ request facial spa này, thì lúc này các anh chị sẽ set up cái máy facial spa. Ok. Đó, mọi người thấy set up một cái xe facial đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Đó, đơn giản không? Nè, khăn giấy, nước nè. Hồi nãy Liên thí nghiệm rồi, Liên cũng nghiên cứu là khi mà mình làm facial đó, mà mới đầu đó là mình lấy cái tô nước, đúng không? Mình lấy từ sinh ra cái tô nước thì ok. Nhưng mà sau khi mình xong đợt một cho facial thì mình đổ nước vô cái size manicure luôn, chỗ cái bồn manicure luôn, và mình có thể lấy cái chai nước này ra liền luôn, mình đổ vô trong cái tô đó mà mình làm tiếp tục, mình không cần phải đi lấy nước khác, rất là tiện. Thì Liên để sẵn
mấy chai nước như vậy để mà mình có thể thay thế nước luôn. Và mình cần có một cái yếm để làm facial. Đó, thì các anh chị có thể mua cái set này ở trong Michael, nó đang giảm giá và promotion nè. IKEA hoặc là Target hoặc là ở đâu nè. Thôi đại khái mấy chợ nó đi. Ok, mọi người thấy không? Set up cái set facial rất là đơn giản, chia ra làm 3 ngăn: rửa mặt, đắp mặt nạ và sau đó dưỡng ẩm và để mấy cái lặt vặt ở đây. Ok không? Rồi thì bây giờ Liên sẽ hướng dẫn và chia sẻ với mọi người cách mình có thể làm một cái facial như thế nào ha. Riêng cái refreshing mask thì cái mà mình cần cho người khách biết được rằng là cái dịch vụ này chỉ là relax, làm cho da nó căng ra một tí và nó mịn màng thôi. Chứ không cái facial spa này nè. Cái đây là cái facial spa đặc biệt Ultimate Facial thì mình sẽ nói sao ha. Cái facial này mình sẽ nói sao ha. Đó, cái này mình nói sao. Hôm nay Liên chỉ đơn giản chia sẻ cho các anh chị những gì Liên vừa học với lớp từ cái lớp học facial tối hôm qua đó. Rồi bây giờ đó, để mà làm facial đó, bây giờ cái set facial của Liên nè, không biết cả nhà có thấy rõ không. Liên sẽ ngồi xéo xéo như vậy. Ok, thì cái set facial của Liên nè, bây giờ mình để ý một tí xíu khi mà áp dụng facial vào trong tiệm nail đó. Trước tiên mình nên nói người thợ, ai mà muốn làm facial đó thì phải đọc cái menu, phải đọc ít nhất cái tên của dịch vụ phải biết. Và sau đó mình biết là trong cái menu này nó bao gồm các bước gì và cái giá của cái tiệm đó. Thì anh chị nhớ phải thuộc cái đó, giá của sản phẩm, tên của dịch vụ phải biết và nên biết nó bao gồm các bước gì. Không cần phải nói nhưng mà phải biết nó nằm ở trong đây, trong cái menu này. Nên các anh chị rất là tự tin để mình có thể áp dụng facial vào trong tiệm nail của mình. Đó, anh cần phải biết cái đó. Việc thứ hai là anh chị chủ cần ngồi xuống nói chuyện với thợ là vì sao mình lại bỏ cái facial vào trong tiệm của mình. Mình bỏ vào là tại vì mình muốn tăng income cho tiệm nail, mình muốn cho người thợ có thêm nguồn thu nhập. Mình bỏ vào là vì mình muốn đáp ứng nhu cầu của người khách đến tiệm. Liên đi 4 tiệm mà tiệm nào khách cũng thích hết trơn á. Có nghĩa là khi họ tới họ nằm ngửa ra họ làm pedicure thì họ cũng muốn relax cái facial của mình. Nên thành ra mình đáp ứng nhu cầu của khách đúng không? Nói chung là chăm sóc từ đầu tới chân. Ok, thì bây giờ cách làm như thế nào để mình có thể làm cái facial đơn giản này? Nhớ chỉ có 3 công đoạn thôi. Công đoạn thứ nhất là rửa mặt tẩy trang. Công đoạn thứ hai là đắp mặt nạ. Công đoạn thứ ba đó là rửa mặt nạ ra và bỏ dưỡng ẩm massage. Vậy là xong cái facial rồi. Thì bây giờ Liên sẽ chia sẻ cho mọi người công đoạn thứ nhất. À, và da của Liên hôm nay đó là thuộc loại da dầu. Nên hôm nay Liên sẽ làm mini facial cho da dầu, ok? Rồi, thì trước tiên á, là mình rửa mặt. Liên cũng mới học được một cái phương pháp gấp giấy. Nếu mà anh chị muốn dùng giấy bao tì đó, đó, muốn dùng giấy bao tì, dùng rất sướng, anh chị gấp lại như vậy. Rồi, bây giờ ha, đây là cái thau nước của Liên nè. Ngoài cái việc mà các anh chị muốn dùng cái khăn này, Liên sẽ làm cái khăn này, nhưng mà Liên là nói extra cho các anh chị cách mà anh chị dùng khăn giấy ha. Thì bây giờ cái việc mà mình dùng giấy nè, giấy này rất thích các anh chị dùng giấy bao tì nè. Anh chị bỏ vào trong, anh chị lấy tay anh chị ấn xuống gấp, và anh chị chỉ cần dùng một tay thôi đó, vắt. Ok, Liên sẽ làm nửa mặt cho mọi người thấy nha. Ok, đối với những tiệm mới áp dụng facial, Liên recommend các anh chị nên làm nửa mặt cho người khách đó thấy sự khác biệt. Và người khách sau đó anh chị sẽ làm cái mặt còn lại. Thì khi mà mình làm nửa mặt sau đó mình mới làm cái mặt còn lại đó, thì cái công đoạn mà mình làm nửa mặt rồi làm mặt còn lại nó tốn anh chị cỡ 4-5 phút extra. Nhưng mà nó đáng cái đồng tiền của người khách cho họ thấy được cái sự đã khác biệt, và đáng cái công của mình để mình có thể tận tình với khách một tí xíu cho họ thấy cái sự khác biệt của cái facial này đó. Thì Liên recommend các anh chị nếu mà lần đầu tiên các anh chị áp dụng vào trong tiệm nail, bất cứ loại facial nào, nên làm nửa mặt rồi sau đó làm nửa mặt còn lại. Anh chị làm nửa mặt chỉ cần massage tới rửa mặt thôi. Làm nửa mặt cái công đoạn 1, chụp hình, sau đó anh chị làm nửa mặt cái công đoạn 1 lại, và sau đó anh chị đắp mặt nạ toàn gương mặt. Rồi cái công đoạn 2, công đoạn 3 anh chị làm cùng một lúc ha. Thì bây giờ mình sẽ cách cầm giấy đó. Thì anh chị để ý nè, ngón tay cái là anh chị sẽ giữ, và ngón tay này anh chị sẽ rửa, anh chị sẽ lau, thấy không?
ngón tay cái anh chị sẽ hold giữ và ngón này anh chị sẽ lau. Thì bây giờ nè, bây giờ nếu anh chị đi hướng này hoặc là anh chị đi hướng này, anh chị vịn cái này nè, anh chị đi, anh chị đi lên, gấp lại anh chị lên, lau mặt, lau sơ sơ trước đi ha. Sau đó đó thì anh chị spray, spray nhớ là phải để xa, xong đó mới spray gần cho nó ướt ướt một tí xíu. Thì đây là một trong những technique, tức là một cái kỹ thuật mà Liên muốn chia sẻ với các anh chị. Hiện nay cái facial nó đơn giản dễ áp dụng vì anh chị không còn có cần có kỹ thuật nâng cơ mặt, anh chị cũng không cần phải massage nhiều, mà anh chị chỉ cần dùng chiếc máy Lumispa này rửa mặt là nó rất là sạch, rửa mặt, tẩy trang và nâng lên một tí xíu luôn được luôn bằng chiếc máy này. Nhưng Liên để ý rằng khi mà anh chị mới áp dụng facial đó thì mình còn lọng cọng, tay của mình cầm đưa chưa đều, thì cái sự rửa mặt của mình nó chưa đem lại cho khách sự hài lòng. Thì mình nên sử dụng cái sản phẩm tẩy trang rửa mặt làm mềm mại da trước. Và khi mà mình dùng cái tay nào để mình bỏ sản phẩm lên mặt thì mình nên đổ ra cái tay đó ha. Anh chị chấm chấm trước và anh chị thoa. Đó, Liên làm nửa mặt nha mọi người. Ai mà có sản phẩm muốn làm facial với Liên, anh chị có thể tự làm bộ sản phẩm này ở nhà với mình luôn. Rồi bây giờ đó, cái giai đoạn mà anh chị rửa mặt đó, Liên để ý là hầu như các anh chị massage đại hoặc là mình làm cái mặt họ giống như cái nùi vậy đó, cái nùi giả vậy đó, tức là mình cứ quậy, mình massage lung tung. Nhưng không, anh chị có một số đường hướng đi mà rất là đơn giản nhưng mà mình làm cho người khách đó feel được. Tức là thứ nhất, anh chị đi từ đây, anh chị dùng ba ngón này hoặc hai ngón là anh chị đi từ đây, anh chị đi ra trái tay, anh chị đi vô, anh chị đi ra, anh chị đi vô, anh chị đi ra, anh chị đi vô, anh chị đi ba lần. Sau đó tới chỗ khóe miệng này, anh chị cũng đi ra trái tay, đi vô nhẹ nhàng nhưng mà đi ra thì đẩy lực ra, nâng lên, đi vô ba lần nha. Sau đó tiếp theo là vùng mũi này, thì mình đánh vùng mũi tí, mình đánh vùng mũi tí, xong rồi mình cũng đi xuống, đi lên, nhớ là tránh gò má rồi đi vô, đánh vùng mũi nha, đánh vùng mũi, đi lên, xong chị đi vô, đánh vùng, anh chị đi lên ba lần ha. Sau khi tới đây rồi nè, anh chị sẽ đi thao tác tiếp theo nha, là anh chị sẽ dùng hai ngón này, ngón nhẫn này, anh chị đi vô cái viền mắt, anh chị đẩy lên, và cái chỗ này là cái huyệt, ngay chỗ này là anh chị nên ấn mạnh lên, sau anh chị đi lên, anh chị đi xuống lại, anh chị đi tiếp lại, anh chị để ngay cái vùng cái chỗ này này, ấn mạnh nè, ấn cho họ cái huyệt chỗ này nè, anh chị đi lên, đi vô, anh chị đi vô lại như vậy, anh chị ấn thêm một lần nữa, anh chị đi lên, là mình xong cái vùng mắt đó. Sau bây giờ anh chị sẽ đi cái vùng mà cái chỗ vết chân chim nè. Thì bây giờ khi anh chị đi tới đây rồi, anh chị dừng lại, anh chị đẩy lên, anh chị đẩy lên, anh chị xuống lại, anh chị đẩy lên. Đó, xong rồi anh chị dừng lại, anh chị đẩy lên. Đó là tiếp thao tác nha. Bây giờ cái thao tác tiếp theo là cái thao tác tiếp theo là anh chị sẽ nâng cái chân mày của họ lên như vậy nè. Thì bây giờ chủ yếu là anh chị sẽ dùng cái ngón này. Khi anh chị đi vô nè, anh chị đi vô nha. Anh chị đưa cái ngón cái, đưa cái ngón giữa này nè, thấy không? Anh chị đi ngang lại cái lông mày chỗ này. Anh chị đẩy lên. Đó, mọi người thực tập đi. Sau đó anh chị đi xuống vô lại cái chỗ vòng mắt này. Anh chị đưa tới đây, anh chị ngưng. Anh chị đưa tới đây, anh chị ngưng nè. Anh chị xoay cái tay qua nè. Anh chị xoay ra đây, anh chị đi lên hai lần. Sau đó anh chị đi vô lại một lần nữa. Anh chị đưa cái tay lên ngay chỗ này lại. Anh chị xoay nè. Anh chị xoay cái tay này nè, đi qua đây. Anh chị đi lên. Đó chính là cái thao tác anh chị massage cho da mặt của khách. Step 1. Sau đó đó, anh chị nên làm cho họ một cái vậy nè, cho nó đều cái dương mặt. Nhớ một điều quan trọng là ngay cái vùng này nè, cái vùng liên vẽ hình tam giác này nè, đừng đụng vô và đừng massage nhiều. Tại vì gò má của khách đó nó rất là mẫn cảm. Da mặt của Liên là hôm qua trừ hướng dẫn với học facial cũng mấy lần rồi đó, nên không đụng cái chỗ này ngay. Bây giờ mọi người nhớ thao tác chưa? Tí nữa Liên nói tiếp. Rồi, đó là anh chị đã tạo được cái độ ẩm cho da rồi nè. Và bước tiếp theo là các anh chị sẽ dùng máy Lumi. Riêng Liên nói thêm một cái nữa là anh chị có một cái gọi là cái sản phẩm mà exfoliate cho cái da đó. Nếu mà các anh chị muốn exfoliate cái da của khách, hoặc là da dầu quá, hoặc là anh chị muốn tẩy tế bào chết một tí, anh chị lấy ra một cái hạt đậu rất là nhỏ, nhỏ thôi, anh chị lấy ra rất nhỏ, anh chị tán trên toàn gương mặt. Trong này nó có dạng cát đó, thì anh chị chỉ cần làm massage thôi, không cần phải đi theo nhiều lắm, nhưng mà anh chị tẩy tế bào chết
Đó, tại vì Liên làm nửa gương mặt đó nên Liên muốn chia sẻ với mọi người đó. Ok, thì sau khi mình làm như vậy xong thì bây giờ mình lau. Thì từ đây về sau Liên sẽ dùng cái miếng này, Liên không hướng dẫn bằng giấy nữa mà Liên rất thích dùng cái miếng này. Đi lên. Đó, mọi người lau sạch sẽ. Ok không? Vậy là cái công đoạn làm mềm miệng da đã xong. Và bây giờ sẽ là cái công đoạn chạy máy lumi. Để chạy máy lumi thì mình cần làm ướt cái da mặt của mình trước. Ok. Sau đó đó mình dùng cái gel của chiếc máy rửa mặt này, nặng ra cỡ một lóng tay, vừa vừa thôi. Chấm thôi, không cần phải tán ra đâu. Rồi. Sau đó đó là Liên cần cái khăn. À đây nè. Đây là lúc mà anh chị cần chiếc khăn để mà lỡ mà dính cái gì đó anh chị chùi ha. Anh chị nhớ có một cái khăn để chùi nước. Thì bây giờ chiếc máy Lumi Spa này Liên sẽ dùng để rửa mặt, massage cũng như là để tẩy tẩy trang luôn đó. Mình cần làm cho cái đầu của máy Lumi này nó ướt ha. Ok không? Muốn ướt nhiều nhiều tí. Thì bây giờ trước khi mình bấm máy mình thoa đều lên. Mình thoa đều cái mặt trước ha. Thoa đều thôi chứ chưa bấm ngay. Rồi và bây giờ mình sẽ bấm máy. Bây giờ Liên dùng chiếc máy này, Liên cũng đi theo cái đường Liên massage da mặt của khách luôn nha. Liên cũng đi theo cái đường đó nè. Bây giờ mọi người nhìn nè. Đi sau trái tay, 1, đi xuống nhẹ nhàng. 2, đi xuống nhẹ nhàng. 3, đi xuống nhẹ nhàng, đi 3 lần thôi, sau đó đi tới khóe miệng nè. 1, ra trái tay. 2, ra trái tay. 3. Sau đó bây giờ mình đi mũi nè, mình đi mũi thì mình rửa rửa chỗ này tí, đặc biệt là da dầu. Đi nè, 1, 2, 3 nè, xong rồi bắt đầu mình đi lên. Xong đưa xuống 1, 2, 3 nè. Xong rồi mình đưa lên. Nhớ là tránh vùng gò má nha. Tới đây. Xong rồi đi tiếp cái quá trình như hồi nãy này. Đi vô chỗ mắt. Đẩy lên ngừng chỗ lông mày. Đi lên. Đi xuống. Đi vô ngay gần gần chỗ bọng mắt tí. Đi lên. Đẩy lên. 2. Đi vô chỗ vùng 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 chỗ này. Rồi đi lên. Đẩy lên. 3. Sau đó bây giờ đẩy ngay cái vết chân chim nè. 1. 2. 3. Rồi bây giờ mình đi tiếp nâng cái lông mày này đi vô, đi ngang cái lông mày, đẩy lên, mình thấy không? Vô. Qua đây, đi ngang. Đẩy lên 2, đi vô. Đi ngang, đẩy lên 3. Rồi sau đó mình xoay 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 xoay. Sau đó mình xoay 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 một tí xíu. Vậy là mình xong cái mặt bên này, rồi sau đó bắt đầu là mình mình lau ra. Mình chụp hình mình đưa cho khách coi. Nếu các anh chị là một người mới mà thật sự muốn build facial cho tiệm nail của mình, Liên recommend các anh chị, bất cứ một người khách nào lần đầu tiên bước vào tiệm mà làm cái facial này lần đầu tiên, nên làm nửa mặt trước, xong xuôi hết mọi thứ, sau đó chùi ra. Chùi xong xuôi hết rồi lấy cái máy chụp hình chụp lại cho họ coi. Anh chị sẽ cho họ thấy được cái sự khác biệt. Mọi người thấy không? Oh my god. Cái này nó xét lên rõ ràng luôn nè. Liên đang ngồi chính diện nè. Mọi người có thấy cái mắt này nó lên không? Wow. Bây giờ Liên lau mặt tí nghe. Liên lau mặt tí cho mọi người to coi tiếp nè. Thấy không? Nên á, Liên chỉ mới làm sơ sơ thôi đó. Bây giờ mọi người thấy không? Làm nửa mặt thôi các anh chị. Không biết hồi nãy vừa hết mấy phút rồi. Mọi người có coi Liên làm mấy phút nửa mặt không? Vừa làm vừa nói nên hơi lâu. Rồi mấy anh chị để ý không? Mình làm nửa mặt trước. Ồ, thấy không? Chỗ này nè. Chỗ này nè, thấy không? Thấy không? Này. Liên nhấn vô chỗ này là cái da của Liên nó vẫn còn nhão nè. Nhấn vô chỗ này nè, mọi người thấy nè. Yes, nhưng mà đặc biệt mọi người thấy Liên chỉ mới làm sơ sơ là Liên thấy cái chỗ niễn lên nè, với lại cái chỗ đặc biệt Liên ngậm miệng lại nè. Thấy không? Rất là tuyệt vời cái kỹ thuật làm nửa mặt và sau đó thì mình làm tiếp với mặt còn lại. Bây giờ Liên sẽ tiếp tục đắp mặt nạ nha. Thì đối với đắp mặt nạ, da của Liên là da dầu đó. Da của Liên là da dầu đó thì Liên sẽ dùng mặt nạ bùn này nè.
Và mọi người nhớ này, hồi nãy Liên chia sẻ đó, khi mà tiệm của anh chị đông thợ hoặc ít thợ không quan trọng, quan trọng là cái người thợ mà muốn làm facial. Liên nghĩ các anh chị nên có cái này, vì anh chị nghĩ đi, mình làm chân làm tay thì mình có cái bịch này để mình là có kèm có đẩy da, có bấm da, thì facial cũng nên có như vậy. Và khi các anh chị nghĩ đi, khi mà cái người khách đó bước vô tiệm mà anh chị làm facial, anh chị đem này ra, anh chị xé ra như vậy, người khách đó rất là thích đó. Sau mình có cây cọ nè, rồi mình có cái đầu máy Lumi để mình rửa mặt cho khách nè đó. Và anh chị có một cái headband để mà bịt trên đầu nè đó. Một cái như vậy anh chị có thể bỏ thêm cái hũ để mình bỏ cái mặt nạ vô đó các anh chị, rồi để đợi tiếp Liên làm tiếp ha. Thì mình cần có cái hũ đó để mà mình đắp mặt nạ ha. Thì khi mà các anh chị có cái hũ đó đó, anh chị sẽ nặng ra để anh chị đắp mặt nạ. Giờ Liên dùng đỡ cái ly ri tuy. Ok, thì bây giờ mình tới giai đoạn đắp mặt nạ ha. Nhớ đắp mặt nạ là phải set lên, rồi sau đó mới nặng ra. Thôi, mình đắp cái cream mì đi cho nhanh khô. Ok, Liên đắp cái cream mì nha. Liên đắp cái mặt nạ cream mì vì Liên cũng muốn da của Liên sáng ra. Đây là mặt nạ xương rồng Liên hay nói đó. Liên muốn da của Liên sáng ra với nó mịn thì Liên đắp cái này cũng được. Thường thường đó là mình nên lắc trước, sau rồi lúc đó mình đắp. Nhớ một điều khi các anh chị áp dụng vào tiệm nail đó, mình chị nhớ nè, dùng cái gì là bỏ lại cái đó, làm xong cái gì là rửa cái đó thì nó mới gọn gàng sạch sẽ được. Còn mà một bộ sản phẩm mà 3-4-5 người mà sử dụng đó mà bỏ lung tung đó, nó rất là phiền hà các anh chị. Nên là làm cái gì rửa sạch để lại vị trí ngay lập tức, thì khi mà người tiếp theo làm hoặc là lần tới mà các anh chị làm đó, nó rất là dễ kiếm. Ok, bây giờ đắp nè, đắp mặt nạ nha, là mình thấm vô như vậy hai mặt luôn nha. Và cách mà anh chị đi á, đi nè, đi ra ngoài trái tay luôn nè, rồi bắt đầu lật cái mặt sau, mặt kia nè, quét tiếp lên, lỡ rồi thì trét lên lại lần ngay chỗ đó thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nhúng vô, nhúng bên này, nhúng bên kia ha, nhấp nhấp tí, cũng quét lên giống y như cái vị trí mà anh chị chạy Lumi với lại là anh chị massage đó. Bắt đầu nhấp 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 chỗ mũi này, nhấp 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 chỗ mũi anh chị đưa ra, anh chị quay ngược lại. Cứ mỗi lần lấy cọ đó, mình nhúng và nhúng luôn luôn là hai mặt nè. Chỗ này mình cũng quẹt nè. Rồi bắt đầu chỗ này mình quẹt lên, quẹt lên. Đặc biệt mọi người nhớ nè, mình không nên quét đi quét lại. Chỉ có khi nào mình mới quét đi quét lại thôi. Còn không á, là mình chỉ quét một lần như vậy thôi là xong. Ví dụ mọi người nhấp, ok. Nhưng mà không nên quét đi quét lại vì nó sẽ không khô. Mọi người thấy không? Đó, thì bây giờ sau khi đắp mặt nạ cũng vậy, mọi người đắp từ đây đi lên, sau rồi mới qua bên mặt bên này đắp đi lên. Nhưng mà video này Liên hướng dẫn nên Liên muốn làm cho cái mặt nạ nó nhanh, nó không có để là 15 tới 18 phút được. Thì coi như là 15 với 18 phút đã xong, thì cái lúc này Liên sẽ quay lại với người khách đó. À, nhớ là trong quá trình mà đợi cái mặt nạ nó khô đó, mọi người nhớ đi rửa cọ, đi rửa ly, rửa đồ hết trơn đi nghe. Sau đó quay lại lấy cái tay massage trên da mặt của khách, vì lúc này cái mặt nạ mà sát làn da nó đã khô rồi. Và mình lấy cái tay mình massage như vậy, thứ nhất là mình làm cho cái mặt nạ này nó mềm ra để dễ rửa. Thứ hai là mình làm cho mấy cái cơ mặt của người khách nó giãn ra tí, tại vì hồi nãy giờ họ ngồi khá lâu đó, họ ngồi 15-18 phút rồi đó. Đó, thì mọi người massage vậy ha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ lau cái mặt nạ ra. Thì cái kỹ mọi người nhớ nha, khi mà mặt nạ khô rồi đó nè, bây giờ Liên nói là bây giờ mình lấy cái này ha, mình đổ nước đây nè. Ok, mình đổ nước đi. Thì đây là cái chai nước mà Liên nói các anh chị đó, đây là cái chai nước mà Liên nói với các anh chị đó. Mọi người sẽ đổ vô cái thau mình, tức là nếu mà anh chị ngồi ngay cái chỗ ghế pedicure, anh chị đổ nước vô trong cái bồn chân cho nó xong luôn á, thì anh chị chỉ cần đổ nước vô là anh chị có thể làm được rồi. Anh chị làm tiếp rồi, anh chị không cần phải chạy tới cái sink để mà anh chị đi lấy nước nữa. Đó, thì bây giờ nhúng khăn nè, bắt đi. Ok, sau đó đó, nhớ là khi mà cái khăn nó mở ra đó là nó phải vuông vức như vậy. Bây giờ cái tay của mình mọi người nhớ không, cái chỗ này là giữ, còn cái chỗ này là lau. Cái chỗ này là lau, còn cái chỗ này giữ.
Rồi mọi người thấy không? Đi một cái là nó sạch. Ok, nếu mà các anh chị dùng cái này á thì chị nên cầm như vậy. Chị lau. Cũng lau y chang như vậy. Rồi. Nếu như mà mọi người làm cho khách mà khách nằm ngửa ra, nhớ là phải đi từ đi mắt rửa ra trước rồi mới rửa những vị trí khác nha. Nhưng mà không sao đâu, hôm nay Liên hướng dẫn cho cả nhà cái mà Liên học được từ hôm qua, từ lớp facial đó. Với lại là facial này nó chỉ là facial đơn giản thôi, chứ không có quá nhiều kỹ thuật đâu, nên Liên nghĩ rằng ai cũng có thể áp dụng được. Mọi người thấy chưa? Liên mới đắp xong facial này mà Liên chỉ để có 2 phút thôi đó để Liên làm video nè. Thấy không? Rất là lợi hại cho. Sau khi mà mình đắp facial xong như vậy nè, thì cái bước tiếp theo sẽ là dưỡng ẩm và massage. Trong cái giai đoạn này các anh chị để ý đắp facial cơ bản của các anh chị nó nằm trong cái menu này nè. Nó giải thích hết rồi. Nếu như mà mình muốn upsell, nâng cấp cái dịch vụ facial thì mình nên sử dụng viên nước hằng này. Và cái này nó extra 10 đô kèm extra massage. Thì Liên sẽ sử dụng một cái viên này cho mọi người để ý thấy ha. Cái viên này ha, Liên rất là thích cái viên này. Viên này mình nên sử dụng sáng một viên, tối một viên dùng để massage da mặt. Mọi người nghĩ đi, mình bỏ tiền ra mua cái xe cho đẹp, cái bóp cho đẹp, bộ đồ cho đẹp, mà tại sao không chi chút tiền cho làn da của mình. Nè, cái này là dạng gel. Đó, dạng gel. Liên rất là thích xài. Cái đây gọi là nước thần làm. Nè, bỏ vô. Bỏ vô. Đặc biệt dùng cái viên này đó là mình phải tháp, nó tăng sự đàn hồi cho da. Và nó chống lão hóa, giúp cho mờ nếp nhăn. Ai mà có nám, có mụn, có sạm, da có hố bom, hố đạn chi cũng giúp được hết trơn á. Khi mà mình dùng cái viên này nhớ là phải tháp. Đặc biệt là có chỗ bọng cổ này luôn nè. Khi mà người khách của mình có double chin, có bọng hay là có nếp nhăn, anh chị nhớ lưu ý là mình luôn chú trọng những vị trí đó. Trước tiên là mình tháp đúng không? Rồi mình cũng đi, nếu mà anh chị muốn massage theo kiểu cái kéo vậy có được, còn không anh chị cứ đi theo cái thao tác hồi nãy Liên mới học chia sẻ mọi người đó nè. Nè, 1 2 1, đi sau trái tay 2, nhớ là luôn luôn cái tay mình không rời khỏi mặt khách nè. 3, và bước tiếp theo nè, 1 2 3. Khi làm cho khách nhớ vịn mặt khách nha, chứ không thôi nó không có điểm tựa. Đây này, lỗ mũi nè, ấn xuống đi lên đi vô, đưa một cái lực rất nhẹ, nhưng mà khi đi ra đó là anh chị ba lần thôi nha. Rồi bây giờ là cái lúc bọng mắt với lại là chỗ khóa này, 1, ấn vô chỗ này đi lên, đi xuống, đi vô, ấn qua chỗ này xong đi lên, đi xuống. Bạn phá quá. Ấn qua chỗ này xong bây giờ chỗ này phải không? Đẩy lên thôi. Đẩy lên thôi. Và bây giờ cái cuối cùng này mình đang dùng cái ngón này nè. Ngón chửi nhau á. Bây giờ đi vô này dùng ngón này nè. Hoặc là dùng ngón đeo nhẫn cũng được, đi vô nè. Anh chị xoay cái tay lại nè, đưa ngang qua đây. Ngay cái chỗ cái art của cái lông mày này, đẩy lên. Đi vô. Đi ra đây, xoay cái tay lại, đi qua. Đẩy lên. Vô tiếp một lần nữa. Xoay cái tay lại, đẩy lên. Và cuối cùng là gì? Xoa toàn gương mặt của khách. Tháp toàn gương mặt. Mọi người thấy không? Da nó sẽ rất là mịn, rất là bóng và nó sẽ căng ra luôn. Đó, ok. Rồi, sau khi mình bỏ viên nước thần nó xong á thì mình thường thường facial không có viên nước thần thì luôn luôn phải có dưỡng ẩm và kem chống nắng. Thì sau khi Liên bỏ viên nước thần xong thì lúc này Liên sẽ bỏ dưỡng ẩm. Và các anh chị nên nhớ một điều là mình nhớ có một cái que. Cái que để mà anh chị lấy sản phẩm nha.
đừng có chọt tay nha, lấy cái que anh chị bỏ một vị trí trên mặt thôi, bỏ một vị trí trên mặt thôi, thì lúc này mình sẽ chạc, mình đưa ra toàn gương mặt, sau đó mình xoa ra toàn gương mặt. Nếu mà dư nhiều quá bỏ lên tay đi, đừng có bỏ nhiều quá. Thứ nhất là massage lâu lắm hắn mới khô, thứ hai nữa là nó rịn trên gương mặt của khách họ không thích đâu. Nè, trước tiên là mình tán đều, đúng không, mình tán đều trên gương mặt, sau đó mình vẫn đi theo cái stroke cũ, đó là nè 1 2 3, xong rồi giờ khóe miệng nè, cũng ra cái tay 1 2 3, bây giờ tới vùng mũi phải không, 1 2 3, đi ra. Mọi người nhớ tránh cái vùng tam giác này, gò má này nè, nhớ tránh cái vùng tam giác gò má, không bao giờ chạy tới chạy lưu chỗ này, nhất định nó sẽ rát. Bây giờ đó mình làm cái facial mà có hay cỡ nào, relax cỡ nào, mà thích cỡ nào, mà đi ra nó rát một chỗ là nó ghét, khách nó không có thích đâu. Rồi nhớ không, 1 vị trí nè, 2 vị trí nè, 3 vị trí nè. Bây giờ tiếp theo là vùng bọng mắt này với vùng ngay chỗ này để massage cái huyệt cho họ, để họ đỡ nhức đầu hoặc là nó relax nè. Thì mình dùng cái tay của mình nè, mình đi vô, mình giữ ngay chỗ này, mình ấn ngay cái chỗ này, cái mình đi lên. Đó, bây giờ đi vô, ấn lên đi lên, xong đi vô, ấn ra đi lên, xong rồi đi vô. Bây giờ cái bước tiếp theo đó các anh chị, mình sẽ làm cái gì? Là mình sẽ đi cái vùng chỗ này nè. Cái chỗ này nó có, với chân năm ly là liên là 36 tuổi rồi đó, không có hề có luôn à. Không hề có, đây nè, bây giờ chỗ này nè mình đẩy lên, xong mình đi nhẹ xuống, xong rồi mình đẩy lên, xong mình đi nhẹ xuống, xong mình đẩy lên, thấy không? Đó là thao tác tiếp theo. Bây giờ đi vô, dùng cái ngón này hoặc là ngón này nè, đi vô lại, đi kéo ngang qua nè, kéo ngang qua, ấn ngay cái chỗ os lông mày, đẩy lên. Vì khi mà một cái facial đi ra mà họ thấy sự khác biệt là họ sẽ wow ngay cái chỗ mà cái lông mày của họ nó xếp lên, còn cái lông mày bên kia thì nó nằm xuống nè. Đi ra, đẩy lên 3 lần thôi. Và cuối cùng thì mình dùng toàn cái tay của mình massage toàn lại gương mặt của mình. Bây giờ mọi người nhìn đi, thấy không, ghê chưa, thấy không, thấy lại không biết mọi người có thấy không. Tiếp theo thì kem chống nắng không phải dùng để massage, mà kem chống nắng trong đây nó có thiết kế rất là hay. Cái kem chống nắng này nó có độ hồng hồng trắng trắng, thì khi mà mình bỏ lên á, nó sẽ glow cái da của khách, thì mình chấm thôi, và lúc này mình chỉ cần thoa thôi. Bây giờ kem chống nắng nó chỉ cần bỏ lên thoa thôi các anh chị. Vậy là xong rồi. Xong rồi. Thì bây giờ mọi người thấy, làm xong á nhớ là nói cho khách là bà rờ đi, rờ là nhớ rờ bằng cái này nè. Wow, bà rờ đi, bà thích không? Đó, mình kêu họ rờ bằng cái chỗ này nè. Thích không? Đó. Thấy không? Rất là tuyệt. Thôi, Liên đã chia sẻ với mọi người xong những gì Liên học từ hôm qua tới hôm nay. Thì hy vọng những gì Liên chia sẻ sẽ đem lại lợi ích cho mọi người. Và mến chúc mọi người một ngày tốt lành. Rồi bây giờ này, Liên sẽ quay lại một lần nữa cách mà Liên sắp xếp cái hoa anh đào của nhà mình đó. Cách mà Liên sắp xếp, Liên sẽ chia sẻ với mọi người cách mà Liên sắp xếp lại cái xe facial nha. Đây, Liên muốn chia sẻ lại cho cả nhà nè. Đây, Liên nè, cái xe này này mình kéo đi đâu cũng được hết trơn á. Đó, Liên qua đây Liên chia sẻ cho mọi người. Nè, mọi người thấy hồi nãy cái tô của Liên làm không? Đó, cái tô á Liên sẽ để ở đây. Cái menu Liên sẽ để ở đây. Cái menu facial Liên để ở đây. Nè, đây là cách mà Liên set up cái xe của mình, phải bỏ lại cho đúng vị trí chứ nè. Đi set up cái xe facial này đúng không? Mình sẽ có cái vị trí để cái sữa rửa mặt. Vì biết sao không? Thợ mới á, người ta không có biết cái nào ra cái nào hết trơn á. Nếu mà được là mình nên có những cái label dán như vậy nè. Đó, mình nên có những cái label dán như vậy, người ta đọc người ta dễ hiểu. Thứ hai là mình chia section cho người ta biết nó nằm ở đâu. Ví dụ người ta nhìn ở đây người ta sẽ biết là ok, sẽ rửa mặt bằng cái sản phẩm này, cái này cho cái máy Lumi, còn cái này là exfoliant,
cái exfoliate facial scrub cái da đó. Bây giờ cái ô thứ nhì đó thì Liên bỏ cọ của Liên nè, với lại là mấy cái bông vàng Liên bỏ vô nè. Tiếp theo là trong cái ô này Liên sẽ bỏ kem chống nắng nè, viên tru phi và cái dưỡng ẩm Liên để dưới. Còn cái ô này Liên sẽ bỏ cái mặt nạ, bao gồm mặt nạ trắng, mặt nạ bùn với cái chai spray. Còn đây là cái chai mà Liên dùng để extra water, nếu mà khách nó cần spray để rửa cái mặt nạ ra. Cái này nó spray nè, nè spray nè, đã không, spray đã lắm đó. Thì mình sẽ spray bằng cái đây, rồi máy Lumi thì mình để ở đây. Và dưới này thì mọi người để ý đây, Liên xếp sẵn giấy nè để Liên lau mặt khách nè. Liên sẽ có khăn để mà Liên lau tay nè. Liên sẵn có một cái bao tì và Liên có bình nước. Mọi người để ý hồi nãy Liên làm không, một bình nước như vậy là mình đổ ra vừa y mình làm cái facial luôn đó. Rồi cái cuối cùng thì là luôn luôn có cái yếm để mà mình có thể đắp cho mình bỏ lên ngực cho khách. Ok, và cả nhà ai mà share video này cho các anh chị thì liên lạc với người share video để họ hướng dẫn cho các anh chị nghe. Còn cái bộ facial mini này rất là hữu nghị giá luôn, nhưng mà anh chị làm ra được, theo Liên nhớ là cái bộ này ít nhất anh chị làm ra được 120 tới 150 cái mà. Ok, you make much money. Ok, thank you for watching everyone. Ben say bye bye. Bye bye đi con, bye cô chú. Bye bye. Ok, bye cả nhà, cảm ơn mọi người.